Theo truyền thông Hàn Quốc, một cuộc tranh luận đang diễn ra trên mạng xã hội về tin đồn rằng Jennie của Blackpink có thể đóng vai khách mời trong bộ phim sắp tới của Marvel, Deadpool and Wolverine. Theo đó, ngày 25 tháng 7, mạng xã hội X xuất hiện hình ảnh được cho là chụp đoạn giới thiệu dàn diễn viên của Deadpool and Wolverine, bộ phim siêu anh hùng Marvel được chờ đón nhất năm 2024. Điều đáng nói, ngoài những vai chính mà ai cũng biết như Ryan Reynolds trong vai Deadpool hay Hugh Jackman đóng Wolverine, danh sách xuất hiện tên Jennie Blackpink cho vai Deadpool của Hàn Quốc. Ngay lập tức, hình ảnh này trở thành chủ đề thảo luận nóng trong cộng đồng mạng, với nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc Jennie có góp mặt trong bom tấn siêu anh hùng sắp ra mắt hay không. Một bộ phận cư dân mạng cảnh báo đó là tin giả. Họ phân tích, nếu nữ thần tượng sinh năm 1996 đóng phim, nghề danh mà cô sử dụng là Jennie Ruby Jane, không phải Jennie Blackpink. Vào năm 2023, giọng ca solo đã dùng tên thật trong phần giới thiệu diễn viên trong bộ phim truyền hình The Idol HBO. Người hâm mộ bình luận, thật hay giả vậy, nó trông giống giả hơn là thật. Lại thêm một trò hề khác, chỉ có 4 cái tên trong danh sách là thật thôi, Jennie không có trong số đó. Không đề nào có lẽ là giả, đó có thể là giả vì họ sẽ không ghi tên cô ấy là Jennie Blackpink. Đây là dự án solo nên đáng ra phải là tên đầy đủ chứ không có nhóm nhạc của cô ấy. Dù sao thì làm như vậy trong tình huống này cũng thật kỳ lạ. Bên cạnh đó, một số người tin tưởng vào khả năng Jennie làm khách mời trong Deadpool and Wolverine. Họ chia sẻ ảnh chụp màn hình một cảnh được đồn đại là có sự xuất hiện của nhiều phiên bản Deadpool. Tất cả thành viên của biệt đội này đều đeo mặt nạ, vì vậy khó xác định danh tính diễn viên. Theo fan, Jennie có thể là một trong số họ. Cuộc tranh luận càng trở nên nóng hơn khi đoạn video về phần giới thiệu phim được tung lên mạng. Tuy nhiên, chất lượng video không tốt, còn rung lắc khiến nhiều người hoài nghi nó là giả. Sau đó, một người tự nhận là tham dự buổi chiếu sớm của bom tấn Marvel chia sẻ đoạn video rõ nét hơn để chứng thực hình ảnh lan truyền trên mạng là thật. Tuy nhiên, bài đăng đã bị xóa. Chưa có thông báo chính thức nào từ nhà sản xuất phim hay đại diện của Jennie. Hai phe tin và không tin vẫn đang tranh luận sôi nổi. Không ít cư dân mạng đưa ra giả thiết đây có thể là trò chọc ghẹo của đội ngũ tạo ra Deadpool and Wolverine. Vì ngoài Jennie, còn có nhiều cái tên nổi tiếng khác như Blake Lively, vợ Ryan Reynolds, Vin Diesel, Sabrina Carpenter, Keanu Reeves. Người hâm mộ phải đợi đến khi phim ra rạp chính thức vào ngày 26 tháng 7 mới giải đáp được thắc mắc. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, Blackpink là nhóm nhạc hàng đầu ở K-pop. Chính vì thế, những thông tin bên lề hay nhất cử nhất động đều được dân tình đặc biệt quan tâm. Mới đây, một sự việc hy hữu đã xảy ra trong cộng đồng fan Blackpink khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, một nam thanh niên ở Đài Loan đã tỏ ra khó chịu cực đỉnh với bạn gái sau khi cô ta vứt hết những phụ kiện Blackpink của anh này ra thùng rác, gồm cả những tấm poster có chữ ký của Hắc Hường. Theo một bài đăng trên Discord, anh chàng cảm thấy không nói nên lời sau khi phát hiện vụ việc lúc mới thức dậy. Những món đồ sưu tầm quý giá liên quan đến thần tượng đã không cánh mà bay, dù tối trước đó vẫn đang ở đúng vị trí của chúng. Thấy tình hình căng cực, cô bạn gái nhanh chóng giải thích, anh ơi, chứng OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế của em không thể chịu nổi khi nhìn đống đồ lộn xộn đó của anh, em chỉ đơn giản là xóa sổ chúng thôi. World of Boost cho biết, người đàn ông đã tức giận đến mức đuổi bạn gái ra khỏi nhà mình. Anh chàng tiết lộ đã sưu tầm những món phụ kiện liên quan đến Blackpink từ một buổi biểu diễn tại Đài Loan vào năm 2019. Nam thanh niên thảng thốt, làm sao mà có thể mua được chúng ở thời điểm này cơ chứ? Ngày hôm sau, người phụ nữ quay lại gõ cửa và nói với người đàn ông rằng cô cần lấy những món đồ còn lại của mình. Sau khi vào được nhà, cô nằm phịch xuống sofa và không có ý định rời khỏi chiếc ghế nữa. Người đàn ông thất vọng, ước gì bạn gái hiểu rằng những món lưu niệm đó có ý nghĩa thế nào với anh.